Diễn đàn 26 xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 1 năm 2023 vừa rồi, thì cơ quan điều tra hình sự quân khu 7 đã khởi tố vụ án đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo điều 288 của Bộ luật hình sự về cái vụ loan truyền thông tin giả, thông tin bịa của cái gọi là hiếp dâm nữ sinh tại khu quân sự trường quân sự quân khu 7. Trước đó thì vào tối 11 tháng 1 năm 2023 đó, thì trên mạng xã hội lan truyền clip thông tin rằng có hai sinh viên nữ của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh bị xâm hại tình dục ngay trong khu quân sự của trường quân sự quân khu 7. Sau đó hai nữ sinh viên này đã nhảy lầu tự tử, khiến một người chết và một người bị liệt. Kèm theo thông tin giả này, thưa quý vị, là hai cái clip. Trong đó một clip là có cái tiếng la hét thất thanh của một người nữ. Còn clip khác thì diễn tả một cái cảnh, tức là có một cái nhóm người đang khiêng một cái người đi vào bên trong cái khu trung tâm. Đó là những cái hình ảnh của clip mà họ tung lên mạng là như vậy. Clip này đó thì ngay lập tức gây xôn xao dư luận và không ít người đã bức xúc, nghĩ xấu về trường quân sự quân khu 7. Thưa quý vị, trước cái tình hình đó thì ngay ngày hôm sau, ngày 12 tháng 1 năm 2023, trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với trường quân sự quân khu 7 tổ chức một cuộc họp báo để cung cấp các cái thông tin chính thức cho báo chí. Thì tại buổi họp báo này, Đại tá Nguyễn Tiến Sơn là chủ nhiệm chính trị trường quân sự quân khu 7, rồi Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng các cái thông tin được lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt, là sai sự thật. Thưa quý vị, cũng trong ngày 12 tháng 1 năm 2023 đó, thì Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho hay rằng thông tin mà tán phát liên quan đến vụ hai nữ sinh của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh bị xâm hại tình dục là tin giả, là vu khống, là xuyên tạc sự thật. Và vụ việc này thì đã được cơ quan điều tra hình sự quân khu 7 khởi tố vào ngày 14 tháng 1 năm 2023 vừa rồi, mà như tôi đã thông tin với quý vị ngay từ đầu clip này đó. Thưa quý vị, diễn đàn 26 thì rất hoan nghênh cái sự vào cuộc kịp thời của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và trường quân sự quân khu 7. Hoan nghênh sự giám định rất kịp thời của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Và cái quyết định khởi tố vụ án cũng khá là nhanh chóng của cơ quan điều tra hình sự quân khu 7. Chuyện này không thể đùa được, thưa quý vị. Chuyện này không thể chỉ giải đáp qua loa đính chính thông tin là xong chuyện. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó là đạo đức. Và không phải chỉ là đạo đức trong môi trường xã hội bình thường, mà là đạo đức trong cái môi trường quân đội, nơi giáo dục phẩm chất đạo đức của quân đội cách mạng mà. Những cái thông tin đó đã làm hoen ố, phai mờ cái hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ, của người lính cách mạng, quân đội cách mạng sau 79 năm thành lập. Cho nên là đâu thể đùa được, đâu thể chỉ dừng lại ở cái chỗ là phản hồi thông tin hay là bác bỏ thông tin là xong chuyện. Kính thưa quý vị, diễn đàn 26 cho rằng đó, những cái kẻ dựng lên thông tin này là sai rồi,
thậm chí là rất sai. Bởi mấy lý do như sau. Cái thứ nhất á, là nó hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Với cái kinh nghiệm làm truyền hình của mình, thì thưa quý vị, tôi tin chắc rằng những cái kẻ đưa thông tin này không thể có cơ sở pháp lý để chứng minh rằng thông tin của mình đưa ra là sự thật. Vì đơn giản sao ạ? Vì đơn giản nó không có thật. Nó không có thật. Nếu có thật thì họ đã đưa lên mạng rồi. Không có cơ sở pháp lý mà dám loan truyền trên mạng xã hội, đó là một cái sự liều lĩnh, một cái sự cố ý. Thứ hai, thưa quý vị, thứ hai đó, nếu nói về chân lý thì cũng không có cơ sở để chứng minh được. Người loan tin này chỉ dựa vào một clip ghi hình một nữ sinh chạy ra ngoài la lớn mà hoàn toàn không có nghe rõ tiếng. Không nghe rõ tiếng. Nghe không rõ tiếng thì sao biết được là hiếp dâm, bị xâm hại tình dục? Rõ ràng đây chỉ là một cái sự suy diễn từ ý muốn, hoặc thậm chí, hoặc chỉ ít là sự suy đoán chủ quan của cái người loan tin mà thôi. Thứ ba, thưa quý vị, tại nơi sinh hoạt của các sinh viên ở khu quân sự trường quân sự quân khu 7 này đó, thì có rất nhiều sinh viên. Nó được chia thành hai cái khu vực dành riêng cho nam sinh và nữ sinh. Mỗi phòng sinh hoạt như vậy là có 17 người lận. Mà theo báo chí loan tin, đăng tin thì có 18 người một phòng. Về tâm sinh lý, nhiều người như vậy thì làm sao có thể thực hiện cái hành vi hiếp dâm được ạ? Cái điều này là cực kỳ vô lý. Nó không có thật. Thứ tư, cũng về mặt tâm lý thì thưa quý vị, không ai đủ bản lĩnh để chạy ra giữa trời la làng la xóm rằng mình bị hiếp dâm cả. Thông thường thì nạn nhân sẽ ứng xử bằng cái hình thức khác. Họ sẽ tố cáo ngay những người xâm hại mình cho cơ quan chức năng. Cho cơ quan chức năng. Từ bốn cái yếu tố trên á, thì diễn đàn 26 cho rằng thông tin loan truyền trên mạng xã hội về việc nữ sinh bị xâm hại tình dục ở trường quân sự quân khu 7 là thông tin bịa đặt vu khống. Họ lấy một cái đoạn clip vớ vẩn nào đó mà họ khai thác được ở trên mạng xã hội, ghép với cái đoạn clip mà họ lấy được từ cái trang cá nhân của nữ sinh viên quay clip vụ việc này. Rồi gì? Rồi chúng áp vào đó những cái thông tin không có thật, thông tin bịa đặt nhằm mục đích xấu thôi. Mà ở đây đó, có thể là nhằm mục đích bêu xấu trường quân đội, hoặc cũng có thể là từ cái việc mà bêu xấu môi trường đào tạo của trường quân đội, rồi để làm giảm uy tín, làm phai mờ hình ảnh đẹp đẽ của quân đội nhân dân Việt Nam mà như tôi nói ở phần đầu. Thưa quý vị, tôi chưa khẳng định cái việc loan tin sai sự thật này đó có hay không cái bàn tay của các thế lực thù địch, thế lực chống cộng. Nhưng có một điều hết sức rõ ràng rằng đây là cái chiêu trò cực kỳ nguy hiểm, bởi nó đánh vào cái sự hiếu kỳ của người dân. Mà đã gọi là cái sự hiếu kỳ đó, thì đa số người tiếp nhận thông tin đó, thì họ không cần phải đặt dấu hỏi, không cần phải nghi ngờ thông tin đó như thế nào. Họ cũng chẳng quan tâm đến cái tính pháp lý hay là dân lý thật giả như thế nào, mà họ tin ngay. Họ tin ngay, thưa quý vị. Từ đó cho nên là mới tạo ra một cái dư luận một chiều về hành vi mà cái tin giả đó tạo ra. Cái nguy hiểm là ở cái chỗ này, thưa quý vị. Diễn đàn 26 cho rằng cái điều quan trọng bây giờ là cơ quan chức năng phải vào cuộc một cách quyết liệt, nhanh chóng, tìm cho ra bằng được kẻ loan tin sai sự thật bịa đặt vu khống này, và phải xử lý thật nghiêm theo pháp luật.
để răn đe này, để ngăn ngừa những cái trường hợp tương tự có thể xảy ra trong thời gian tới, trả lại danh dự uy tín cho cái nhà trường quân đội quân khu 7. Và đặc biệt á, theo diễn đàn 26 rồi thưa quý vị, đặc biệt hơn, nhân đạo hơn là sớm trả lại cái phẩm hạnh cho hai nữ sinh trong clip mà đã bị kẻ xấu đánh cắp, giúp cho hai em vượt qua cái cơn khủng hoảng tinh thần để giúp cho hai em trở lại cái cuộc sống bình thường. Nhân cái chuyện này đó, thì diễn đàn 26 cũng khuyên các bạn trẻ rằng hãy thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, khi đưa thông tin lên mạng xã hội, hay cái gì mà chưa rõ chưa tỏ đó, thì đừng vội đưa lên mạng, cho dù đó là trang cá nhân của mình. Bởi sao ạ? Bởi một sự thiếu thận trọng sẽ ngay lập tức biến bạn và nhiều người khác nữa trở thành tác nhân xấu trên không gian mạng và trong đời sống xã hội. Hoặc nó cũng có thể sẽ biến bạn và những người khác nữa đó trở thành nạn nhân. Và trong cái câu chuyện của cái gọi là xâm hại tình dục này đó, thì tôi khuyên các bạn rằng hãy đừng có đùa với lửa. Hãy đừng có đùa với lửa, thưa quý vị. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.